Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Namalem. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem những video có những cái kết cực kỳ bất ngờ và khiến chúng ta không thể lường trước được. Có thể tạm gọi đây là những cú lừa của cuộc sống, hoặc có thể gọi là sự việc không như những gì chúng ta thấy. Ok, cùng bắt đầu luôn nhá. Rồi, bắt đầu với video đầu tiên nào các bạn. Ây da, tôi dự tính đây là một cái trường hợp mà thanh niên này chơi ngu, chổng mông ra cho con dê ở đâu mà đít ấy. Nào, xong rồi tôi nghĩ là thanh niên này sẽ rình khi mà con dê nó húc vào ấy, thì thanh niên này sẽ nhảy lên qua cái đầu của nó. Ơ kìa. Tôi đang đợi chờ một cái kết như người từ thanh niên này, là con dê sẽ đâm nát đít ông này, nhưng mà lại cay thế nhở. Tao lại nhảy lên lưng mình ghét chứ lại. Đấy, lừa thực sự. Ok, tiếp theo. À, thanh niên này có vẻ như là đang ăn trộm tiền ở trong cây ATM các bạn ạ. À, mở được rồi. Ai dạ, không đeo khẩu trang mặt nạ gì cả. Đủ. Ô. Quê vãi rồi. What? Thanh niên này lại còn kiểu trêu ngươi cái ông giám sát camera. Tôi lại cứ tưởng là thanh niên này đang bị kiểu ăn trộm tiền ở trong cây ATM mà lại không đeo khẩu trang, không đeo gì cả. Cậy một cách rất công khai luôn. Nhưng mà hóa ra là thanh niên này bị nuốt thẻ các bạn ạ. Xong bây giờ lại phải lấy ra. Đấy. Thề luôn, đúng là mình mà không suy nghĩ kỹ là nghĩ là đây là thanh niên ăn trộm rồi đấy. Nhưng mà dù sao thì phá hoại như này không tốt đâu các bạn ạ. Tôi nghĩ là cũng sẽ lên phường ngồi uống trà thôi. Gì đây? Anh của tôi đang kiểu nhắn tin với cả bạn gái của anh ấy, kiểu thế. Ở kìa. Hỏng rồi. Xen nút các bạn ạ. Nice. Ok rồi, để tiếp tục xem nào. Xem có biến gì không. Subscribe, motherfucker. Coi như nãy giờ tôi chưa nói gì các bạn nhé. Sáng thức dậy à? Kiểu sáng thức dậy ở một nơi xa các bạn ạ. Đây nó giống như kiểu là một chiếc xe di động ấy, bao gồm cả nhà cả cửa ấy. Quả tiêu đề là kiểu bạn không thể tin được cái view của tôi. Tôi nghĩ là thanh niên này đang ở đỗ xe ngủ ở trên một cái đoạn đường nào đấy, nó rất là đẹp. Cho đến khi mở cửa ra, tôi tưởng nó đẹp như thế nào, hóa ra đây là đỗ bãi gửi xe các bạn ạ. Ok, hello anh Giai, đang đợi bạn à, gọi FaceTime mà đi đâu mất à? Lâu thế. Ảo thật đấy, lại bị lừa các bạn ạ. À, mày rũa móng tay à? Ui, hóa ra tay giả, giật hết cả mình. Sleep. Ngủ. Ok. Vẫn ngủ. Ok. Chấp nhận. Đọc. Định mệnh rồi các bạn ạ. Định mệnh là phải đi ngủ. Không thể chối bỏ được. Ơ? What? What the fuck? What the hell? Ở nhà chật thế. Ui, còn gì tuyệt vời hơn khi mà mỗi sáng thức dậy chúng ta lại được đi vệ sinh dưới một cái view nó cao, nó đẹp, nó sáng, nó thoáng mát như thế này. Quá tuyệt vời. Ai xa, thanh niên ga lăng thế nhở, tặng ngay cho các chị các bạn ạ. Tặng ngay cho các cô luôn đấy. Đấy, trời ơi, thanh niên dạy gái rồi. Nhưng mà, từ từ, có cái gì đấy sai sai. Xem lại các bạn nhá. Từ từ. Thanh niên chụp bóng hơi nhanh, từ người ta sẽ quay chậm lại này. À, chụp một quả bóng để bên tay phải là khoanh màu đỏ nhá các bạn nhá, để ý kỹ này. Nhưng mà lại có một quả bên tay trái màu vàng. Ai xa. Ui giời.
hào hán. Được. Đúng là tuổi trẻ tài cao các bạn ạ. Vừa được quả bóng riu của một cầu thủ bóng chày, lại vừa được mang tiếng là ga lăng tặng cho các chị xinh đẹp. Nhưng mà quả bóng fake các bạn thấy các chị không biết. Các chị cứ tưởng là bóng riu của anh kia sướng hiểu không? Nhưng mà thực ra là thằng nhóc này. Được, mình phải học các bạn ạ. Phải học đấy. Tiếp nào. Nhà vệ sinh nam. What? What the fuck? Ôi trời ơi đấy. Các chị em hỏi cứ hỏi đòi hỏi là công bằng ở đâu? Đây. Thì đến khi chúng tôi lại đòi hỏi lại là công bằng của anh em ở đâu? Các chị em lại kiểu ủa? Ai biết gì đâu? Cái tư nhờ. Không có gì để nói đấy các bạn ạ. Bút không có mực à? Ôi, cái bút này hay. Cái bút này giống cái bút không màu mà ngày xưa, không biết bây giờ còn bán không, nhưng ngày xưa mình có bút như thế. Viết ra không có mực đâu, nhưng mà trên cái đầu của cái bút đấy sẽ có một cái đèn chiếu vào thì sẽ nhìn được chữ. Và ngày xưa mình hay viết ra để làm phao đấy. Ui. Vãi. Nó rất là đúng với cái câu là bên ngoài đổ nát hoang sơ, nhưng mà bên trong cảnh vật là nên thơ chữ tình các bạn ạ. À, thử thách tôi và bạn. Người yêu, anh người yêu. À, chơi đi em. Chơi đi. Anh bị hâm à? Em không chơi đâu, nguy hiểm lắm. Ôi, chán con bồ tồi quá các bạn. Ok, clip này không có gì đáng cười cả. Đáng trách nhiều hơn. Bạn trai quá tồi. À, tôi chết rồi. Tình trạng chung khi mà anh em mang đồ ăn đến lớp các bạn ạ. Bị bọn nó tranh giành hết. À, hôm sau vẫn mang đồ ăn đến. Vẫn mất. Để xem ngày thứ ba có gì thay đổi không nhá. À, vẫn mang đến luôn ạ. Mất luôn. Khoai tây. Ngày thứ tư. Tôi nghĩ cái này sẽ có thay đổi này. À, đi qua không thèm lấy. Burger King. À, hình như đây là một cái quảng cáo mà tôi đã xem từ lâu lắm rồi, nhưng tôi không thể nhớ được là tôi đã xem chưa. Mà đến bây giờ tôi nghĩ là tôi đã xem rồi. Một người đàn ông đang nằm ngủ trưa. Sau vài giờ anh ấy vẫn ngủ ở, ông ấy vẫn ngủ ở đấy. Khi tôi đi tắm biển 2 tiếng quay lại thì ông ấy vẫn ở đấy. Ông ấy ngủ. Cái gì? Tôi nghĩ là ông ấy đã chết. Xem nào. Ô, thì ra là tượng à? Ôi, làm thật thế nhở? Ôi các bạn ơi này, quay sát như thế này mà tôi vẫn còn tưởng là thật luôn, cho đến khi mà cái người phụ nữ này tát vào cái mặt pho tượng này thì tôi mới biết là chất liệu của nó không phải là da người mà là bức tượng. Ôi, làm đỉnh thật. À, mới vợ nhảy à? Anh em học tập nhá. Anh em học tập. Ok. Ô. What the hell? Quên mất, cái này không có gì đáng cười các bạn ạ. Còn để diễn tả cho sự ngất đấy thì thôi. Hợp lý mà, nhỉ? Cái gì đây? À, đại khái là kiểu bảo vệ gà các bạn. Gà cũng cần sống. Nó sẽ không phải là bữa tối của bạn chứ. Kiểu như thế, bảo vệ gà các bạn. Một pha quảng cáo đi vào lòng đất. Một bên là bảo vệ gà, một bên là ăn thịt gà. Ok. Thanh niên này ăn chanh à? Thôi ăn một mình đi, chùa bố được. Mời à? Thằng này lại có quả nữa. Ui, nghiện chanh à? Trời ơi.
chú ơi. À, ông chú ơi, đang sắp xếp lại các cái vòi bơm xăng cho nó chuẩn à, ngăn nắp à? Ồ. Ủa? Gì đó? Ồ. Lạ nhỉ? Có đội mũ bảo hiểm đâu mà lại dùng cái lau kính mũ bảo hiểm để lau đầu à? Chết rồi, lại làm gì đây? Không hiểu. Ai xà. What? What the fuck? Nát người đấy các bạn. Ai là ai là? À, ngựa nghĩ, ngựa nghĩ. Được. Ủa? Gì vậy? Sao ấy? Anh ơi. Ô, chị ngủ gật à? Ơ. Ơ. Chết rồi. Ôi, chết rồi chị ơi. Ô. Ô, cái thang này hay nhở. Gấp gọn vào thành được một cái ống. Xong bây giờ mở ra. Hay đấy. Quét mã QR à? Oh. Ảo thật đấy. Ok, người. Cái tê nhờ. Giống người tê nhờ. Thề luôn các bạn. Trông giống hệt như một người đang nhảy dù. Không nghĩ là một con khỉ đồ chơi. Lừa thật đấy. Em ơi, lâu đài tình ai đó à? Ô. Ui. Thật á? Nani? Ui. Sao có thể xây to được như thế nhở? Ui. Ảo thế nhở các bạn nhở? Pizza lại nhỉ. What? What the fuck? Chết rồi. Ơ. Ăn đu. Được rồi đấy. Ơ, tiện nhỉ. Ôi giời, được đấy. Ơ kìa. What the fuck? Alo, Mai Đen Tiểu Hổ không? Ok nhá. Ok, và chúng ta vừa xem xong những video có cái kết cực kỳ bất ngờ. Tôi không nghĩ đây là những video lừa gạt chúng ta, mà là do chúng ta chưa kịp xem hết video mà thôi. Và nếu như các bạn thấy video này thú vị thì đừng ngần ngại, hãy ấn vào nút like và share nó cho bạn bè cũng như là người thân để cùng xem nhá. Rồi, và mình cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến tận giây phút này. Và đừng quên là nhấn đăng ký kênh để giúp mình đạt được 10.000 subscriber đầu tiên nhá. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhá. Bye bye.